Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay kênh hướng dẫn trực tuyến sẽ gửi đến tất cả các bạn một cái video hướng dẫn về cách gỡ những ứng dụng trên Android, ví dụ như là điện thoại Apple hay là điện thoại Samsung, trừ cái điện thoại mà iPhone ra nha. iPhone cũng không là nằm bên iOS rồi, nói chung là Android đó. Bước thứ nhất, các bạn vào cài đặt. Bước thứ hai là các bạn vào là quản lý ứng dụng. Bước tiếp theo nữa là các bạn tìm kiếm đến một cái ứng dụng mà các bạn muốn gỡ bỏ. Ví dụ như tôi sẽ gỡ bỏ cái sen đỏ này đi nha. Sen đỏ này tôi cũng đang muốn gỡ bỏ này. Rồi. Tiếp theo nữa là chúng ta nhấp vào gỡ cài đặt. Rồi ở dưới góc này để lại gỡ cài đặt, chúng ta cứ nhấp vào gỡ cài đặt. Như vậy là ứng dụng sen đỏ đã được gỡ cài đặt. Rồi sau đó chúng ta nhấn OK nha. Như vậy là ứng dụng sen đỏ ở trên cái Android chúng ta đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để cho kênh được phát triển. Và nhớ share, comment, like kênh hướng dẫn trực tuyến, có những cái động lực làm những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.